lung tung mua sắm, rồi có khi vô quán bar nhậu tới tối khuya mới về. Mẹ say xỉn khóc ói: ta là Dương Đồng, cô đơn. Đó là lý do ba có mặt ở đây, giúp mẹ Sủ Nhi của con trưởng thành hơn. Ok. Làm chồng tôi, anh bị điên hả? Anh gật đầu không hề do dự khi biết được làm chồng em và làm ba Thủy Miên. Thủy Miên! Mẹ! Muốn hối đầu cũng mới thuê được ba đó. Mẹ không nghe bà ngoại nói hả? Gái không chồng như xoài xanh không chấm mắm ruốc. Nhưng mà mẹ không có cần thứ rút thối này, ok? Nhưng mà con cần ba, ok?